không có một bát bào mà chỉ để bằng búa không? Là cái bông ngựa. Cái bông ngựa, dân ngựa. Đâu ai dám lên nằm. Nhưng mà tất cả đồ đạc trong nhà đều hư hết, không còn gì hết. Nhưng mà cái nhà cửa đều hư hết, nhưng mà chỉ tấm ván ngựa dưới sắt thông ông là không có gì hết. Dấu đẻo bằng rìu chứ không có xưa, không có tua. Nó không có láng. Cái chặng đường Quang đi á, có rất là nhiều cái báu vật của từng gốc đạo cũng như là tôn giáo. Nhưng mà không biết á, những cái vùng quê như thế này có hay không. Bây giờ Quang nghĩ chắc gặp anh Thuận đi. Anh Thuận thì biết nhiều, cho nên mình hỏi anh Thuận thử nha. Mùa dịch năm nay á, cái thời gian giãn cách nó quá lâu, cho nên là em nghĩ em không có đi được ngoài tỉnh, chỉ có đi được trong cái nội tỉnh mình thôi. Nhưng mà em không biết được là nó có những cái điều gì đặc biệt trong cái tỉnh mình mà em chưa có khám phá không? Theo nhân cảm nhận thì dạ, mặc dù là cái nơi này nó quá thân thuộc với mình rồi, cái vùng đất Cao Lãnh này nó quá thân thuộc rồi, dạ, tại vì mình đã đi rất là nhiều rồi, nhưng mà nếu như mà mình chịu lắng lại một chút xíu nữa, mình đi mình tìm hiểu về những cái ngóc ngách, những cái góc nhỏ, những cái đường giống vậy nè, mình đang đi những một cái con đường rất là đẹp ở Cao Lãnh, nhưng mà bình thường em cũng đâu đi được đến con đường này đâu, đúng không? Dạ. Mặc dù là hàng ngày là nó tồn tại quanh mình vậy đó, nhưng mà mình không có cái thời gian để mà mình khám phá hết về cái quê hương của mình. Thì thật ra là ở Cao Lãnh cũng rất là nhiều cái điều thú vị mà nếu như mà mình chịu khó mình tìm hiểu, mình chịu khó mình khám phá thì nó vẫn có rất là nhiều. Dạ. Mà cái điều đó là gì? Và em nghĩ sẽ có cái sự tò mò đối với em á, thì anh cứ giới thiệu chút xíu đi. Thí dụ như bây giờ bữa nay đó mình đang đi, em thấy không, một cái con đường rất là đẹp. Dạ. Thì nó cũng là một cái điều kỳ diệu rồi. Dạ. Nhưng mà thường á là người ta nói là ngọc thì nó ẩn trong đá. Dạ. Và những cái vùng quê như thế này nè, nhưng mà thật ra là nó sẽ có những cái điều rất là thú vị mà đang chờ đón em ở phía trước. Vậy thì thôi anh em mình tới đó đi. Ok. Cụ ơi, cho con hỏi á, là thật sự con có duyên về đây á, con không biết là cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi, tuổi dần. 84 tuổi dần, dạ. Thì hiện giờ ở đây á, là thờ cụ nào, đang thờ cụ nào? Thờ ông Ngọc Hầu. Ông Thương Ngọc Hầu, dạ. Dạ, thì hôm nay là đám giỗ hay là sao vậy bà? Đám giỗ. Dạ, đám giỗ của ông hay là đám giỗ của ai bà? Không, đám giỗ nhà, đám giỗ của chị dâu. Dạ, chị dâu là mẹ của anh Chính đúng không? Ừ. Dạ, dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn bà nhiều nha. Dạ. Biết sao không? Đi ngay cái đám giỗ cho nên Quang sẽ gặp được rất là nhiều cái vị ở đây để chia sẻ cho cái câu chuyện mình thêm chân thật hơn. Vô trong kia nha. Ok. Thank you.
Em đến đây thì được anh Thuận chia sẻ, cũng giới thiệu nhiều câu chuyện linh thiêng của ông. Nhưng mà em cũng bất ngờ là hôm nay đến đây là có cái giỗ. Dạ. Thì nhưng mà em biết được là ông rất là linh thiêng, cũng như có những cái lịch sử rất là hay. Thì em không biết là cái quá trình mà anh là cái người hậu thế là gìn giữ những cái sắc phong cũng như cái tấm ván ngựa này, em nghe nói cũng rất là hay. Anh chia sẻ giúp em được không? Dạ. Thì cũng thưa mấy chú. Dạ. Giờ hồi trước, hồi xưa tới giờ. Dạ. Ông tôi thì đầu tiên á, ông tôi thì đi theo chú Nguyễn Ánh là hồi thời tiền khởi nghĩa. Khi ông á đầu quân vào khoảng năm 1787 ở Long Hưng nước Sấy. Đến ổng làm đó là có nghĩa là ổng xông pha nhiều trận mạc, lập được nhiều chiến công. Đến khi một năm 794 ông tham gia đánh ở trận Thị Nại là tử trận. Thì kể từ đó đến nay thì con cháu thờ ông bà tổ tiên đến nay, tôi đến nay là đời cháu thứ 7 của ông. Dạ. Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư, thời ông nội, đặc biệt là hậu vệ đời thứ dạ. thứ 5 dạ. và thứ 6 là có lúc phải cắt dấu sắc ông, cắt dấu lên nóc nhà hoặc là lên đọt cây dừa đó, bằng mọi cách phải cắt dấu cho được bằng được mới gìn giữ tới ngày hôm nay. Đến năm 1972 thì bơm Mỹ B-52 Mỹ nó bỏ bơm xung quanh nhà thờ sắc ông, đồ đạc vật dụng đều hư hết, nhưng mà sắc ông và tấm ván ngựa kỷ vật ông vẫn còn nguyên đến hiện nay. Là sắc phong là phong tặng chi bảo, là có ấn vua, là trong sắc phong thì ông là thuộc là bậc khai quốc công thần, chức vụ ông là đặc tấn phụ quốc, thượng tướng quân, thượng chủ quốc, khâm sai trưởng dinh Thư Ngọc Hầu Thị Quy Dũng. Con cháu là thờ đến ngày hôm nay. Như vậy thì có những cái câu chuyện linh thiêng về sắc á, em cũng nghe kể lại, thì anh có thể giúp mọi người kể lại cho nó sự linh thiêng của sắc thần á. Dạ. Theo cái sự linh thiêng của sắc thần theo như truyền thuyết dạ. ông cha ngày xưa kể lại dạ. thì cũng có rất nhiều người để mà tìm hiểu, có nghĩa là người ta đã tìm hiểu để mà xem sắc ông, tính hiếu kỳ tò mò hiểu xem nội dung trong sắc. Nhưng mà thật ra những người đó là xem rồi là tính, ngày xưa mấy ông tính là xem này kia, nhưng mà thật ra cái không có sự xin phép đồng ý của ông, do đó không có là được ông đồng ý, thành ra những người đó là hình như đã không mới được lâu, không thọ được lâu. Cái vào cái ngày cái đám giỗ đó của ông đó là 27-28 tháng 5 thì bà nội lúc trước á thì bà thờ sắc, bà hay có vụ mai cái gối gối của mặt thục để thờ, để người gối dừa đó, nó dùng mà gọi là gối dừa đó, rồi bà mai bà kết ghen rồi cũng đẹp đem nó để thờ. Cái ngày 26 là ngày gói bánh. Dạ. Như vậy là cái bà ba ở đằng nhà này, tức là bà già bà sữa giờ ở ngay nhà anh hai tôi quán, bà dời ngoài lúc trước bà tăng cư vô ở này. Như vậy là bà mới lại chơi, rồi bà nội bà mới khoe, bà lên bà mới lấy bà coi. Như vậy là bà lấy bà coi, như vậy là bà trong mình bà không biết sạch dơ gì, lúc đó mình không biết. Nhưng mà về lại là bà bị học mắt, bà đau chết mấy ngày sau. Cho nên đám giỗ trùng với đám giỗ ông là ngày 27-28 luôn. Đó là cái lý do. Tôi nghe bà nội kể lại gì thôi chứ còn cái đó không biết. Vì đó cái đó mình không biết, lúc đó chưa biết. À, vậy thôi. Coi như năm đó là cũng lâu quá, cách này khoảng hơn 10 năm. 16 năm à? Như vậy là năm đó thì hồi trước giờ là không có làm heo cúng, heo quay cúng. Mà năm đó có làm con heo quay. Thì cúng thì cũng bạn gia đình đó, thôi giờ năm nay mình làm heo quay cúng thì thức ăn nó nhiều, khách không đông, thành thử ra thôi giờ cá hàng năm thì mình làm hoài, năm nay mình chế. Nhưng mà sáng bữa đó tôi với đứa cháu này nọ dưới đây này nè Hằng xuống thôi, hai chú cháu thì kéo cá mới bước ra, mỗi năm cúng một cặp á. Mỗi năm cúng thì một cặp cá.
Năm đó thì như nó đi ra kéo cá thì chưa kéo là con cá nằm trên bờ rồi. Dạ. Lên nằm bờ rồi. Tôi thấy vậy thôi, tôi bắt tôi gọng, rồi bắt thêm con nữa, nó mới đủ số bàn. Do đó, từ đó giờ mỗi năm thì năm nào cũng phải bắt cá, phải có cá. Dạ. Có nghĩa từ đó giờ, chứ con cá đại tượng 4-5kg mà tự nhiên nó nằm lên mé đó. Nó nhảy lên. Ừ, nó tự nhiên nằm mé đó. Mà nhỏ này nè, anh nói, ủa sao kỳ chú? Con cá tự nhiên sao nằm bờ? Dạ. Nói thôi đi, đừng nói. Đừng nói, tôi bắt tôi gọng rồi, phải kéo thêm con nữa mới đủ. Là dư cỡ nào dư không phải là có hai con cá. Nhưng mà anh Chính thì cá ở đây là mình nuôi bao nhiêu năm rồi anh Chính ha? Cá nuôi cũng lâu rồi. Dạ. Cũng trên 20 năm. 20 năm. 29 năm. Dạ. Con cá như người ta. 29 năm. Cái nó quá. Kể chuyện thầy Pháp không? Ừ. À, ông kể đi. Dạ. Còn ngày xưa cách đây lâu lắm. Dạ. Cái ông thầy Pháp á, ông ấy chuẩn bị là làm cũng như là bị dịch, năm đó bị dịch vậy đó. Dạ. Cái bắt đầu thầy Pháp ông trục cho cái ông tướng của ông lên. Thì ông tướng ông chạy ngang qua đây, ở dưới kia đi lên. Dạ. Chạy ngang qua đây mà ông không có đi ngang đây được. Ông lội qua ông đội xong á, cái hôm qua cái ông thầy ông mới hỏi sao mà nãy giờ lâu quá vậy. Nói dạ thưa sư, dạ đi ngang qua đó có cái ông quan đó, ông cầm gươm, ông biểu mày đừng đi vô vùng của tao, mày đi vô vùng của tao là mày chết, cho nên con phải chạy qua bờ bên kia. Dạ. Chạy vòng qua bờ bên kia chạy lại. Dạ. Thấy không? Cái đó là cái chuyện đó là tôi nghe chú tôi cũng kể lại. Thì mấy chú thấy cái tấm giấm ngựa của ông bề ngang là 1m1, dài 2.7 thước, dày là 1 tấc nốt, là gỗ làm cây danh mộc mà hồi xưa giờ thì con cháu giữ thờ ông đó. Cái tấm giấm ngựa này thì trước đây hồi thời ông còn sống rồi ông về ông nằm ông nghỉ. Dạ. Mà cũng không biết có từ bao giờ, nhưng mà hồi ông còn á thì ông. Dạ. Về ông nằm ông nghỉ, nhưng mà khi ông đã mất á thì con cháu không dám lên đây nằm. Dạ, dạ. Nghỉ, có nghĩa là nó thuộc về cái kỷ vật của ông. Do đó cây này hồi xưa là một cây loại cây danh mộc rất là quý, không có con gì ăn, có nghĩa là chẳng hạn như mối mọt. Dạ, dạ. Hay hoặc gián là không ăn. Do đó đến ngày nay mà cây này hồi trước đây á, theo ông cha kể lại thì cây là loại cây danh mộc, cây chỉ lấy một tấm thôi, không có một lát bào mà chỉ để bằng búa không, là cái bông ngựa, cái bông. Dạ. Ngựa, dân ngựa, đâu ai dám lên nằm. Bộ ngựa hồi đó tới giờ từ rồi vua cấp tới giờ và vẫn còn để đó, không ai nằm, mà cũng không có một giác mà cưa ngang hồi đó chứ bằng búa không. Là cái rìu, cái rìu đẻo. Ờ, à, đẻo bằng rìu. Nhưng mà lý do tại sao không ai dám nằm mà. Ừ. Ông nằm kệ gì lính. Cái bộ ngựa của ông ai dám nằm. Ừ, mà không con gì đó. Đây. Mà cái điều đặc biệt nãy em nghe mấy chú kể đó ha, là cái sự là linh thiêng. Sự linh thiêng đó là bom Mỹ bỏ bom đó, nhà cửa tan nát hết, nhưng mà cái bộ dáng này với lại cái sắc phong còn nguyên, không có trầy trụa gì hết. Em còn nghe nói là những cái con thằng lằn nó không. Ừ. Có đi phân lên đây rồi, thậm chí là đúng những rồi. Cái con vật khác nó không dám bén mảng rồi là biến mảng tới đây luôn, cho nên là cái sự linh thiêng đó là điều đặc biệt của Nam Bộ mình, và đây cũng là một cái điều quý giá mà hôm nay anh Thuận và Quang muốn gửi đến tất cả mọi người, đó chính là cái dáng ngựa. Cũng có thể đó là do là đây là một cái loại danh mộc mà nó có tiết ra một cái mùi hương nào đó. Dạ. Mà nó làm cho các cái côn trùng nó không có dám lại gần. Dạ. Ừ. Cho nên là cái bộ dáng này thật sự ra vẫn còn nhiều cái bí ẩn mà mình chưa có chưa khám phá hết. Ừ. Dạ. À, mình sẽ xem phía dưới đây, nghe nói là ngày xưa chỉ là đẻo thôi. Ừ. Để bằng rìu thôi. Bằng rìu. Đó. Bằng rìu. Rồi. Dấu đẻo bằng rìu chứ không có xưa không có cưa. Nó không có láng. Đẻo bằng rìu. Có cưa có bào nó láng, còn cái này đẻo bằng rìu thì nó sẽ có sần sần. Nhưng mà phía mặt trên là sao nó phẳng gì à? Mặt trên là tá bào. À, bào. Tá bào cứ kỹ. Đẻo bằng rìu. Đẻo bằng rìu. Cái độ dày là bao nhiêu vậy anh Chính? Một tấc. Dày đến một tấc. Một tấc mốt. Khi mà làm thành thì nó hiện nay chắc còn khoảng tấc. Một tấc. Dạ. Nó dài là 2 thước mét. Hai thước mét bảy. Dạ. 2 thước mét bảy. Còn ngang 1m1.
thấy nhựa to này thì nó dày nó đặc, dạ. Có nghĩa là cây này cây danh mộc, nó chất liệu nó mình có thể mình thấy nó là quý, do đó khiêng thì phải từ 8 người khiêng mới nổi, dạ. Chứ còn ít là khiêng không được, dạ. Ừ. Do đó cái nó nặng lắm vì nó liền nó không có đường ruột, không có ra nó nặng lắm, phải thường phải 8 người khiêng. Nhưng mà ví dụ như mình đẩy xuống nước là nó nổi hay là nó nghe nó mấy ông thợ mộc nói, dạ. Cây này để xuống nước thì nó nổi lờ đờ chứ không chìm sát, mà nghe nói vậy thôi chứ còn mình chưa có thử, không biết vì nó nặng quá đâu ai biết, dạ. Nhưng mà nghe nói là nó nói vậy, dạ. Tại vì hồi nãy em nghe nói là cái tấm ván ngựa của mình á là giống như là bơm á, là vẫn còn giữ nguyên vẹn như thế này, giống như ông bảo vệ cái sản phẩm cái của ông, dạ. Bảo vệ cái đó thì cái linh thiêng huyền bí mình, dạ, không, dạ, hiểu được. Nhưng mà tất cả đồ đạc trong nhà đều hư hết, dạ. Không còn gì hết, ừ. Nhưng mà cái nhà cửa đều hư hết, nhưng mà chiếc tấm ván ngựa dưới sắc phong ông là không có gì hết, dạ. Thì mình thấy cái chuyện linh thiêng huyền bí đó thì mình mình chia sẻ ra, dạ. Tại vì cái thí dụ như cái bộ dáng này nó còn nguyên thì mình có thể giải thích được là gỗ tốt, ừ. Nó dày, bơm bỏ nó không sao, nhưng mà quan trọng là cái sắc phong mà để trong cái hộp, cái đó đâu có gì đâu mà, dạ, bảo, dạ, vệ được, mà là nó vẫn còn nguyên vẹn, cái đó mới là quyền bí đó. Như chú thấy là khi bơm bỏ rồi á thì trước đó thì ông già ông thờ là cũng y vậy, dạ. Nhưng mà khi bơm bỏ rồi á thì cái hộp sắt á xuống nằm dưới ván ngựa, nằm ván ngựa phía trong đó, ừ. Thì cái tủ nắp tủ giống như người đậy, giống như người đậy. Ông già ông gì ông kiếm ông tưởng là mất rồi, ừ. Bị bơm bỏ nổ mà bay, dạ, hết, dạ. Dứt vụ kho nhà bay hết, dạ, dạ. Nói là không còn, dạ. Có nghĩa, coi như chống lỏng, dạ. Ông tưởng là bay mất rồi, nhưng mà thật ra hòm sắt nằm ở dưới tấm ngựa nè, nằm dưới tấm ngựa, cái nắp đậy là giống như người đậy, không có gì, coi như là gì bình thường. Cái hộp đó giờ đâu có miễn đạn, ừ. Đâu có gì đâu, cái hộp đó giờ vẫn còn nguyên, vẫn còn nguyên tới bây giờ. Mới cái hộp đó phải trên 100 năm, cái hộp đó phải trên 100 năm vẫn còn y nguyên, không quá kỳ lạ, à. Ừ. Chứ còn nếu mà nằm ở trên thơi đó thì dách vũ kho này kia bơm bỏ là hư hết, nát hết, nhưng mà cái hộp đó vẫn còn y nguyên. Đúng là hôm nay rất là đặc biệt luôn, ừ. Nhiều cái sự trùng hợp và bí ẩn mà hôm nay em với anh Thuận lại đây rồi mới thấy được những cái sự chứng thực đó. Không ngờ là nay đi ngay đám giỗ. Ngay đám giỗ đó. Bây giờ thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện cũng như là cái tấm ván ngựa đặc biệt như thế này. Bây giờ thì đã trễ giờ cho nên mình ra mình ăn uống với mấy chú, mấy anh cũng như là mấy ông. Rồi di chuyển đi về. Dạ rồi. Thì hôm nay thì em với anh Thuận cũng cảm ơn anh Chính đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin hay về ông cũng như là những cái câu chuyện linh thiêng tại nơi đây. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và mong một ngày có duyên thì anh em tụi em sẽ ghé thăm. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh Quang lên đường thuận lộ bình an. Dạ. Hẹn ngày gặp lại. Dạ rồi. Cảm ơn anh.